các bạn thân mến, thì ở đây là mình cái đây là cái bộ đèn mà năng lượng mặt trời, thì mình đã từng là đặt ở trên Lazada một bộ rồi. Thì thằng này là hàng chính hãng của thằng Suntech, Suntech Solar của mặt năng lượng mặt trời ấy. Thì mình đặt một bộ rồi, thì bây giờ là mình về mình xài mình thấy ngon, nó sáng cả đêm luôn. Nó sáng từ đầu đêm sáng, là cứ ban ngày tự bật lên nó sáng, đó, ban đêm tự bật lên sáng, ban ngày tự nó tắt và nó sạc. Thì cái này nó bảo hành tới 3 năm. Bảo hành tới 3 năm mà nó kêu cái bộ này có thể sử dụng được tới cả hàng chục năm luôn. Cái bộ nạp sạc nó tới 15.000 lần lận. Có nghĩa là pin nó sử dụng tới 15.000 lần. Nhưng mà mình thấy đợt này mình kỳ trước mình ra tới nơi nhận hàng thì sao mà đợt này thấy nó móp méo dữ quá. Thì cái này mình đặt của nó là hết giá, là cái này là cái bộ 40W. Thì cái chương trình nó đang giảm giá, thì mình đặt nó có giá có 525.800 đồng thôi, cả tiền ship về tới đây. Mà nếu mà giá bình thường thì nó phải nằm ở tầm khoảng 700. Nhưng mà nếu mà năng lượng mặt trời với giá đó thì tính ra đắt quá. Em khui giùm anh cái hộp ra tí em trai. Khui dưới đầu đó đi, khui lấy ra giùm thử. Em bộ đội hả? Hả? Mới đi trốn ngủ về. À. Không, không, đây rọc ở giữa đây nè. Đổi đâu có hàng này xài đâu, nên khó. Cái này thì ngang đây nè. Cái này thì nói chung là nếu mà mình sử dụng mà cho cái mà thí dụ như cái mùa cúp điện đồ thì nó rất là tiện lợi. Lấy ra dùm cái hàng của nó. Nó rất là tiện lợi, bởi vì sao? Là nó tính ra nếu 500 mấy mà khi mà cúp điện mà mình xài thì mình xài nó thì tính ra là quá quá thuận tiện luôn. Thí dụ mình xài cả chục năm, cái đèn mà đèn sạc mình mua về thì có thể nó bị hỏng, đúng không? Nhưng mà thằng này thì mình khỏi lo. Đây. Thì em lấy cái đèn ra thử coi. Quay lại rủi nó có bể vỡ thì cũng không sao. À, thì coi như mình còn đổi được. Đấy, nó đó không có rọc. Hả? Đâu, rọc đó. Ở đây hả? Cắt đây cái nè. Nó làm kỹ quá, nó niêm phong kỹ quá. Tránh người ta mở. Cái đó đèn hay gì? Điều khiển từ xa. À, điều khiển từ xa. Vít. Đèn này giống như nhật cao áp không hả? Ờ. Đèn. À, đây hàng chính hãng là nó có cái chữ Suntech trên này, là hàng chính hãng. Còn hàng mà mình lên Lazada mình mua mà mình thấy nó đề no brand đồ này nọ là hàng đó, hàng không chính hãng. Đâm bỏ pin vô em thử kích hoạt nó lên thử xem sao. Cái này là mình mua là 40W nha. Sáng nhìn đêm quá đẹp ha, ha đúng không? Quá đẹp luôn nè, bảo hành nè. Sáng tới bằng cái của mình là bằng cái bóng 40W của mình không? Không, nó sáng cỡ 20W của mình thôi. Bảo hành 3 năm nha. Nó tổng thời gian bảo hành là 3 năm. 3 năm bảo hành mình dài lắm nha. Ừ. Đấy, coi một đầu ngược đầu xuôi. Hả? Pin đầu ngược đầu xuôi. Pin lắp này có một chết. Rồi. À, bấm nút đỏ lên rồi. Đây. À, đấy, quá. À. Đây, bấm đây, bấm đây. Đấy. Ôi, đủ, sáng đấy. Hả? Sáng đấy. À, ở đây là nó gồm có cái đây. Thí dụ nó đây là nó giảm nè, nó giảm độ sáng nè. Rồi, đó nó giảm và bây giờ nó tăng nè. Ừ, tăng chói mắt luôn, ha. Mình để trong nơi sao không? Để ví dụ như để không ánh. Thì tối mình thử coi, tối mình thử xem nó thế nào. Bây giờ là nói chung mình mua hai bộ rồi thì mình thấy ok. Em tháo cái ra coi có bẻ không? Tháo cái solar ra coi bẻ. Cái pin ra coi có bẻ.
chói mắt luôn á, chịu không nổi, đẹp quá ha. Đây nó mừng giống cái pha mà. Đây 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 đây. Đây đây đây. Đây. Kéo nắp ra, đó. Đó. Đây là pin năng lượng mặt trời. Không sao. Đây là tấm pin. Tấm pin của tấm pin của 40W là nó lớn hơn là cái tấm pin kia ha. Không biết cái chất lượng thì nó ra sao đây. Thì trên cái kia thì nó đề bảo hành là 3 năm. Mà sao anh thấy nó có vẻ là nhìn nó không có, nhìn nó nó hàng cái đường chì rất là lớn nè. Đây, gọi là mấy chục watt. Ủa sao nó cái tấm pin của nó cũng 18. À, nó cũng cái tấm pin nó cũng làm như giống giống với lại cái tấm tấm kia ta. Đâu em đưa đưa thử coi. Năng lượng điện như gì đó, mặt trời gì đó. Ờ đúng rồi, cái này năng lượng mặt trời nè, cái tấm pin nó 8840. Nè, bảo hành 3 năm. Đó, bảo hành 3 năm. Đâu bây giờ mình ra mình sạc thử coi. Còn tí mặt trời mình ra mình sạc thử coi được không? Khi mà nó sạc á là nó sẽ chớp cái đèn đỏ này lên. Đó. Đó, chớp đèn đỏ nè. Đó. Rồi vậy là sạc rồi. Ok rồi. Được rồi. Thôi đưa cho thử. Không, vậy là được rồi. Mang vô là tự nó sáng. À đây là có ánh sáng là tự nó sạc nè, chỉ mờ mờ thôi là đủ nó sạc rồi nè. Đúng không? Nè. Đủ nó sạc nè. Đó. Chỉ cần ánh sáng mờ thôi là đủ sạc pin. Bây giờ mình úp xuống là nó sẽ tự động nó sáng đèn lên. Và mình mở lên là nó sẽ tự động nó sạc, là nó sẽ chỉ cần trời mờ thôi là nó cũng đủ sạc vô pin mình xài được rồi. Nó hay vậy đó. Ừ. Ở đây là nó có cái chế độ là tự động, rồi chế độ là 3 giờ, 5 giờ và 8 tiếng, 5 giờ, 8 giờ đó. Những chế độ đó của nó đấy. Khỏi lo gì về điện. Cái mấy cái hai cái kia thì mình bắt bên ngoài, còn cái này bây giờ mình mua về là để mình bỏ đằng sau nhà bếp á. Cả đêm cái nhà bếp nó cứ sến lên là cứ tự động nó bật nó sáng vậy cho nó khỏe. Cái này 40W sáng dữ, tối mình thắp thử rồi ha. Đúng không? Sumtech. À, hàng chính hãng là nó khác. Hàng chính hãng là nó khác, nó có cái logo này. Ừ, đúng rồi. Hàng chính hãng là bảo hành 3 năm. Đây cái tem bảo hành nó đây. Bảo hành 3 năm nè. Bắt ốc vô. Thôi bắt chị. Rồi. Cái đồ bắn cường.